Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng phiên bản hatchback của Honda City 2022 cũng đã chính thức được mở bán tại thị trường Malaysia. Theo đó, Honda City hatchback 2022 sẽ được phân phối với hai hệ chuyển động là động cơ xăng 1.5 lít DOHCi VTEC và hệ chuyển động EHEV Hybrid. Cũng giống như Honda City bản sedan, hệ chuyển động EHEV Hybrid chỉ được cung cấp trên biến thể cao cấp nhất là biến thể thể thao RS. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản Hybrid của Honda City hatchback 2022 sẽ sở hữu nhiều chi tiết ngoại thất ấn tượng như lưới tản nhiệt phía trước màu đen piano, cùng các chi tiết trang trí dành riêng cho phiên bản thể thao RS. Bên cạnh đó, Honda City hatchback 2022 cũng sẽ được trang bị hệ thống đèn pha, đèn chạy ban ngày, đèn hậu và đèn sương mù dạng LED, bánh xe 16 inch. Đặc biệt hơn cả, Honda City hatchback 2022 còn được có thêm ghế Ultra 4 chế độ giống như trên mẫu Honda ra, cho phép người dùng có thể gập hành ghế sau bằng phẳng hoàn toàn nhằm tối đa không gian khoang cabin. Các tiện ích khác trên Honda City hatchback 2022 có thể kể đến như hệ thống khởi động động cơ từ xa và điều hòa khí hậu, trên bản RS và bản V, cửa gió sau cùng phanh đỗ điện tử, trên bản RS, hệ thống Honda Language trên bản RS và V. Danh sách các trang bị an toàn trên Honda City 2022 bản hatchback gồm có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống cảnh báo trạch làn đường và đèn chiếu sáng tự động. Về hiệu suất, đối với tùy chọn động cơ DOHCi VTEC 1.5 lít, Honda City hatchback 2022 có công suất 121 mã lực và moment xoắn 145 Nm. Trong khi đó, tùy chọn động cơ hybrid giúp Honda City hatchback 2022 có công suất 109 mã lực và moment xoắn 253 Nm. Đi cùng với các tùy chọn động cơ này là hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước,